vừa ngon lại vừa rẻ. Chào mừng quý khách, xem ưu đãi đặc biệt của chúng tôi. Nhất định phải đến đấy. Anh phải tiếp đón chúng tôi đó, anh đẹp trai. Đến nhà hàng có phải sẽ được gặp anh không? Mang tờ rơi này đến quán của anh ăn cơm, có được giảm giá không? Đúng vậy, lấy rẻ đi. Các bạn, các cô, các chú, các anh, các chị thân mến, chào mừng đến với nhà hàng Đợi Một Người. Nhà hàng Đợi Một Người rất nhiều ưu đãi. Nào nào, anh đẹp trai, anh đẹp trai, nhất định phải đến đó, nhiều ưu đãi lắm. Mỹ nhân, mỹ nhân, Trẫm tới đây. Đứng lại. Sao đâm phải người khác mà không xin lỗi? Mau xin lỗi đi, điều dân to gan. Mau thả Trẫm ra. Trẫm sao? Trẻ con bây giờ đúng là ngày càng được nuông chiều. Được, cho dù em là hoàng đế, dù phạm pháp, tội cũng như dân thường. Mau xin lỗi đi. Trẫm không nói, ngươi mau thả Trẫm ra. Mỹ nhân, cứu giá. Anh là loại người gì mà bắt nạt trẻ con vậy? Hoàng thượng, hoàng thượng. Hai vị hiệp khách, hoàng thượng thân thể ngàn vàng, xin hãy tha cho hoàng thượng. Phù sinh, lên. Nào, phù sinh. Đoàn Tinh Tấn đấm ngực. Ta muốn mỹ nhân của ta. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nào. Tỷ tỷ ở đây, ở đây. Tỷ tỷ. Anh nói xem, trên phố mà anh bắt nạt trẻ con, còn muốn bắt nạt. Này, cũng phải biết tránh đi chứ. Sao vậy? Không có gì. Phát tờ rơi đi. Phùng Phong, tôi phát hết tờ rơi rồi. Ông cái nào? Tuy tôi mới phát một nửa, nhưng tối qua tôi đã phát bản điện tử trên mạng, hiệu quả còn tốt hơn cô ấy. Quả quy, anh chính là đồ đi tiện mà. Hai người đều rất giỏi. Có hai người ở bên giúp đỡ tôi thật sự rất hạnh phúc. Hôm nay cô có rảnh không? Có rảnh. Hay là hai chúng ta đi dạo phố nhé. Tôi đã lâu lắm rồi không mua quần áo. Phí công vô ích. Sếp cũng đâu thèm nhìn cô. Mặc gì quan trọng à? Hoàng Quy, làm sao? Rửa tay lắng nghe. Không có gì. Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì vắt hết số tờ rơi đó rồi hãy về nhà. Nhậm Tĩnh, cậu vất vả rồi. Chúng ta hẹn lần sau nhé. Đi thôi. Phùng Phong, nhìn xem, hai bộ này cô thấy bộ nào đẹp hơn? Xin lỗi nhé, tôi chỉ lo tự mình chọn mà không hỏi xem cô muốn gì. Đều rất đẹp. Không phải lỗi của cô. Mau chọn đi. Thế này đi, cô chọn một bộ, tôi tặng cô. Bộ này rất hợp với cô. Chọn bộ này đi, tôi mua cho cô. Hào phóng vậy à? Đương nhiên. Vậy tôi không khách sáo nữa đâu. Cái gì? Rõ ràng là tôi để ở đây. Sao lại để người khác mua mất? Xin lỗi cô, chúng tôi không để ý lắm. Hơn nữa lúc trước cô cũng không dặn là muốn mua, cho nên... Tôi mặc kệ, hôm nay tôi nhất định phải mua chiếc váy trắng đó. Thôi bỏ đi. Người đó chắc chắn chưa đi xa đâu. Là người nào mua chiếc váy đó của tôi? Là một người đàn ông. Đàn ông? Có phải là người cao gầy chân dài? Đúng. Là vừa cao vừa gầy. Hơn nữa nhìn còn hơi quen. Hình như trước kia từng thấy trên tivi. Là anh ấy. Là anh ấy. Chắc chắn là anh ấy. Cô ơi, cô chọn toàn mẫu giới hạn của mùa này. Xin hỏi cô còn muốn mua không? Là anh sao? Thật sự là anh sao? Lý Quang, thật sự là anh sao? Tránh đường một chút. tránh được một chút. Cô gái đó bị làm sao vậy? Cô gái này sao lại ngã ở đây chứ? Không phải chứ? Làm sao đây? Đừng lo việc bao đồng nữa. Giải tán đi. Sao đi hết cả rồi? Mặt đất đúng là hơi trơn, nhưng ngã tới mức này đúng là ngốc thật. Cứu em, cứu em. Đây là người của ai, mau tới nhận đi. Tôi không quen cô ấy. Nhờ anh đưa cô ấy đi đi. Anh ơi, giúp tôi một tay đi. Anh nhìn xem. Thôi được rồi, coi như làm việc thiện. Cứu em, cứu em. Cuốn con. Cuốn con. Cô tỉnh rồi à? Cô không sao chứ? Bác sĩ nói cô không làm sao cả. Ngã mạnh như thế mà đến mông cũng không dập. Nếu cô tỉnh là có thể xuất viện. Để tôi đi kiện anh ta. Tôi thật sự không sao. Thật à? Là cậu đưa tôi tới bệnh viện sao? Y tá nói là có một người tốt bụng đưa cô tới. Không để lại số điện thoại đã đi rồi. Tỉnh tỉnh báo cho tôi tới. Cô ấy đi làm thủ tục rồi. Lẽ nào là tôi qua mắt? Nếu là Lý Quang thì nấy không thể bỏ mặc tôi được. Ai bỏ mặc cô? Nào, uống nước đi. Để tôi tự uống. Đúng rồi, lúc nãy cô nằm mơ cứ luôn miệng gọi cún con, cún con. Là thú cưng của cô à? Đúng, thú cưng. Thì ra cô thích nuôi chó giống tôi. Nó ở đâu vậy? Nó... Mong là không phải nó đang nhảy điệu trên giường. Nhảy điệu trên giường. Chính là... Đúng đúng. Sao lại thích lo chuyện bao đồng để gặp đen đuổi chứ? Vậy toàn nước dãi ra tay mình. Tay anh sao lại bắt đầu lão quá rồi? Nghiêm trọng quá, anh đi khám đi. Anh không phải sợ, tôi không phải người xấu. Thật ra tôi cũng là bác sĩ, xuất phát từ bản năng bác sĩ. Tôi không thể để mặc kệ anh được. Đi nào, tôi đưa anh đi khám. Cảm ơn cô đã quan tâm. Đây là bệnh cũ của tôi, tự tôi có thể xử lý. Không cần làm phiền cô. Không được, không được. Anh có biết da lão quá nhanh rất có khả năng là đột biến gen, khiến tế bào trong cơ thể mau chóng chết đi, thậm chí xảy ra tình trạng bất thường, nghiêm trọng còn có khả năng chết đột ngột. Tôi biết rồi. Không phải sợ. Tôi biết đến bệnh viện một mình khó tránh khỏi sợ hãi. Không sao, tôi có thể đi cùng anh. Đi nào. Đau quá. Chỗ nào đau vậy? Đau quá. Khẽ thôi. Vậy phải làm sao? Thường xuyên như vậy, lát nữa là khỏi. Có thể nhờ cô giúp tôi tới đó đăng ký số không? Được thôi, được thôi. Vậy anh cho tôi số điện thoại của anh, tôi đi đăng ký giúp anh. Vậy cô qua đó trước, tôi ở bên kia đợi cô. Tại sao? Ở đây cũng có ghế mà, sao phải qua bên đó? Đưa đúng số điện thoại của anh vào. Được rồi, anh ở đây chờ tôi nhé. Tôi sẽ quay lại ngay. Cả Sáu, cậu ở đâu? Chào cô, cho tôi lấy số. Đi vào mẫu này đi. Quên không hỏi số bảo hiểm xã hội và số chứng minh của anh ấy rồi. Người đâu rồi? Làm tôi sợ hết hồn. Sao vậy? Sao lại đeo găng tay vào rồi? Da lại bắt đầu lão quá rồi. Đừng nói nữa, mau đi thôi, mau đi thôi. Đại ca, có cần gọi điện cho cô y tá riêng đó, bảo cô ấy mau tới đây. Không cần gọi nữa, có điện thoại rồi. Anh chạy đi đâu rồi? Tôi tìm anh khắp nơi. Anh có biết lão quá nghiêm trọng có thể đột tử không? Có thể đột tử, anh có biết không hả? Được rồi, tôi biết rồi, tự tôi có thể giải quyết. Cảm ơn cô nhé, tạm biệt. Người gì mà lạ. Có chuyện gì vậy? Không phải đi mua sắm một chuyến sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết hôm nay động phải dây thần kinh nào, lại đi cứu một cô gái ngốc. Cô đừng chảy nước dãi chứ. Cô ngậm miệng vào đi, tôi xin cô đó. Vậy nhờ mọi người. Cô ấy bị sao vậy? Vừa rồi cô ấy bị ngã, gáy đập xuống đất. Chụp CT cho cô ấy đi. Được. Đây là túi của cô ấy. Anh ơi, tay của anh. Sao chẳng có gì nhỉ? Người gì lạ vậy? Hy vọng anh ấy không sao. Mùi gì vậy? Thơm quá. Tôi uống được không? Không được. Đương nhiên rồi. Vừa rồi còn đợi cô tới uống cùng mà. Vậy tôi không khách sáo nữa. Tôi biết đây đều là anh chuẩn bị cho Phùng Phong, nhưng nhiều thế này một mình cô ấy cũng không uống hết được. Anh tưởng cô ấy là trâu à? Tôi không biết Phùng Phong thích uống loại nào, nên bảo ba tôi làm đủ một món ngon nhất để cô ấy nếm thử. Bạn thân mến, cô tuyệt đối không được lấy anh ta. Nếu cô lấy anh ta, ngày nào cũng phải uống canh tẩm bổ, như vậy sẽ mập toàn thân, nhất định sẽ mập như con heo. Đừng uống nữa. Cô... Tôi tự nguyện uống cho mập. Tôi cũng không thể lãng phí nước chứ, đúng không? Được rồi. Đây đều là tâm ý của Hoàng Quy và ba cậu ấy. Làm phiền ba cậu rồi. Thật ngại quá. Thay tôi cảm ơn ông ấy. Cũng cảm ơn cậu nữa. Thật lòng đó. Tôi nhận sự thật lòng của cô. Sau này đừng nói cảm ơn nữa. Chuyện gì thế này? Bà tôi nói cô bị đập đầu xuống đất, phải uống canh ốc heo để tẩm bổ. Ốc heo? Cô có mắt nhìn không vậy? Đều bị cô uống hết rồi. Đúng vậy, tôi bị cận thị. Cô... Bạn thân mến, loại đàn ông này thật sự không thể cưới. Quá keo kiệt chắc chắn sẽ đối xử tệ với vợ. Tôi keo kiệt phải không? Keo kiệt cho cô xem. Nào, nôn ra đây. Tôi thật sự không ngờ anh không những keo kiệt mà còn buồn nôn. Thì làm sao? Nôn ra đây. Cô nôn ra đây. Hai báo vật này chọc cho tôi vui. Cùng tôi cười. Tôi thật sự cảm ơn hai người. Không sao thì... Ôm nào. Xin chào. Cái gì? Tôi mặc kệ anh có bao nhiêu lý do, nhưng làm gì phải có quy định, được pháp luật bảo vệ. Không thể anh nói nhà hàng tôi làm ăn không tốt thì bắt tôi chuyển đi. Trả gấp đôi tiền vi phạm hợp đồng. Tôi chỉ có một câu. Hết hạn hợp đồng tôi nhất định sẽ chuyển. Chưa hết hạn không có gì để nói. Nhà hàng làm sao? Chủ nhà muốn kết thúc hợp đồng sớm, mau chóng lấy lại mặt bằng. Cái gì? Mẫu hậu, Thái hậu nương nương, Hải Nhi rất nhớ người. Người ra đây ôm trẫm đi. Thái hậu, người ra ôm hoàng thượng đi. Phụ sinh, chúng ta phải làm sao mới có thể vào động yêu quái. Cứu Thái hậu nương nương ra ngoài đây. Hoàng thượng, bên này. Ta muốn mẫu hậu của ta. Ba người ra ngoài cho tôi. Ta muốn mẫu hậu. Liễu Nhi nhất định sẽ đưa được nhục thân của Thái hậu nương nương ra ngoài. Đi đi, đi đi. Sao lại tới nữa vậy? Cô làm rõ chưa vậy? Đi mau lên. Mẫu hậu. Mẫu hậu. Đội trưởng. Đứng nghiêm nào. Thịt nhẽo thế này sao làm bảo vệ được. Sờ chỗ này. Sờ chỗ này. Có cảm giác không? Có. Chỗ này, chỗ này. Có. Đội trưởng, bảo vệ mà còn coi trọng cái này sao? Cái này là sở thích cá nhân của tôi. Sở thích cá nhân của tôi. Đội trưởng du tính thật. Tôi à, hơn một năm nay không luyện tập. Thịt đúng là có hơi nhão. Nhưng do tôi ý thức được rằng nghề nghiệp bảo vệ của chúng ta rất vĩ đại. Dáng người chỉ dùng để dọa người khác, chủ yếu phải xem thân thủ. Đội trưởng, tôi thể hiện thân thủ cho anh xem nhé. Tốt, tốt. Không tệ. Đội trưởng, nhìn tôi đi. Không tệ, không tệ. Tôi từ nhỏ đã đi khắp lượt các quốc gia ở châu Âu. Nào là Anh, Pháp, Ý. Có nước nào mà tôi chưa đi đâu. Những lễ nghi lớn tôi đều tham gia rồi. Những vệ sĩ đó tôi đều từng gặp rồi. Tôi nói với anh nhé. Còn những băng đảng xã hội đen đều là anh em tốt của tôi. Anh em tốt. Anh em tốt. Anh em tốt. Đội trưởng, anh xem vị trí này. Thôi đi người anh em. Chỗ tôi đây đều là bảo vệ quèn cho chỗ chợ búa. Hơn 1.000 tệ một tháng. Đội trưởng, anh suy nghĩ thêm đi. Hay là thế này, chúng ta nói chuyện khác đi, được không? Liên hệ qua WeChat nhé. Đừng, đội trưởng, anh còn dỗ nữa là tôi ra ngoài đó. Đội trưởng, tôi ra ngoài đây, để lại số điện thoại cho tôi chứ. Đội trưởng, im miệng. Đồ lưu manh, đồ công tử bột. Ngươi tưởng ngươi vẫn là tam thiếu gia nhà họ Diệp sao? Cái gì mà mafia Ý, ngươi chẳng quen biết ai hết. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Diệp Ba. Đại ca, đại ca, đại ca, buông tôi ra, buông tôi ra. Tôi tìm anh đã hơn một năm nay rồi. Anh đi đâu vậy đại ca? Cuối cùng đã tìm ra anh rồi. Hơn một năm nay anh đi đâu vậy đại ca? Buông tôi ra. Không đâu, đại ca. Đại ca, đại ca, cuối cùng đã tìm ra anh rồi. Hơn một năm nay anh đi đâu vậy đại ca? Đại ca, em tìm anh rất vất vả. Em tìm anh vất vả quá. Buông tôi ra. Không buông, đánh chết em cũng không buông. Chuyện gì thế này? Cá sấu. Người anh em, có phải nhận nhầm người rồi không? Nào nào, anh tránh ra. Đại ca, anh từng nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Những lời này anh quên rồi sao? Nhưng em thì khắp cố ghi tâm đó. Này, cậu đừng như vậy. Cá sấu, mau, đừng gây chuyện nữa. Anh tránh ra, sao tôi có thể nhận nhầm người được? Đến mùi của đại ca tôi còn ghi nhớ. Đây chính là đại ca của tôi. Cá sấu, mau. Người anh em, đừng gây chuyện nữa. Anh buông ra. Có phải anh ghen tị tôi thân với đại ca, cố tình xúi giục phía sau, không để tôi và đại ca gặp nhau? Anh nói lung tung cái gì vậy? Cậu ta biết cậu là ai? Cậu ta quen tôi. Anh đừng diễn nữa đại ca. Lần này em không để anh rời xa em nữa. Lẽ nào cậu ta là... Tôi thật sự là... người đồng tính. Cái gì cơ chứ? Cậu ta chỉ là một thằng em hồi trước đi theo anh thôi. Đại ca, anh sao vậy? Anh thật sự không nhận ra em. Diệp Ba. Diệp Ba, che giúp tôi nhé. Che giúp tôi. Diệp Ba. Đại ca, tuyệt đối đừng nói với cô ấy là tôi và Diệp Ba ở đây. Còn nữa, cô ấy hỏi gì anh chết cũng không được thừa nhận. Đại ca bảo trọng. Cái gì vậy chứ? Thời khắc quan trọng không trông cậy được vào ai. Lý Quang. Lý Quang. Đúng là anh thật. Lý Quang, một năm nay anh đi đâu vậy? Diệp Ba đâu? Anh ấy ở cùng anh sao? Cô gái, tôi thấy cô cũng không giống như kẻ lừa đảo. Cô nhận nhầm người rồi. Đúng là tôi tên Lý Quang, nhưng tôi không hề quen cô. Anh gọi tôi là cô gái. Anh không quen tôi sao? Phùng Phong thì sao? Cô ấy biết anh quay lại chưa? Xin lỗi. Sao có thể chứ? Sao anh có thể không quen tôi chứ? Tại sao tôi nhất định phải quen cô? Bởi vì tôi là ngôi sao lớn Fanny. Không ai là không biết tôi. Nhất định là anh cố tình phủi sạch quan hệ với tôi đúng không? Tôi không cần phủi sạch quan hệ với cô, bởi vì tôi vốn không hề quen cô. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Hân hạnh. Anh ấy rõ ràng chính là Lý Quang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô Fanny. Cô Fanny, tôi có thể làm bạn với cô không? Tôi cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô. Đương nhiên có thể. Thật ra, anh rất giống một người bạn của tôi. Một người bạn mất tích đã lâu. Bạn của cô tại sao lại mất tích? Cụ thể tôi cũng không rõ. Tôi rời khỏi đây một năm rồi. Vốn lần này về nước là muốn gặp lại bạn cũ. Nhưng không ngờ kết quả lại thế này. Gặp được anh thì anh không quen tôi. Gặp được anh ấy thì anh ấy lại trốn tôi. Nhưng mà không sao, tôi tin vào duyên phận. Nếu như có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại, đúng không? Thú vị đó. Không còn chuyện gì khác thì tôi đi bàn công việc đây. Hẹn gặp lại. Anh xì hơi cũng thối quá đi. Trời ơi, tôi không thể chịu nổi. Đừng. Làm sao? Fanny còn chưa đi xa đâu. Tôi không chịu nổi nữa. Nói đi, rốt cuộc là diễn vở kịch nào? Thế nào? Anh cũng định nói với tôi anh cũng không phải là cá sấu, đúng không? Đâu có, cô Fanny. Lâu rồi không gặp. Tôi sớm đã nhận ra chuyện không đúng rồi. Lý Quang, sao tôi có thể không nhận ra anh ấy chứ? Nhưng anh ấy nhất định không thừa nhận thì tôi cũng không làm gì được. Nếu Phùng Phong ở đây, nhất định sẽ bắt anh ấy thừa nhận bằng được thì thôi. Phải. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đại ca anh ấy mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ? Tại sao anh ấy lại mất trí nhớ? Lúc đó anh ấy nói ra ngoài làm chút việc, cũng không cho tôi đi theo. Đến lúc tôi phát hiện ra anh ấy đã nằm trong biển lửa, bất tỉnh nhân sự rồi. May mà anh ấy chưa bị ngọn lửa nuốt mất, nhưng phần đầu bị thương nặng. Cộng thêm trước đó anh ấy đã dặn tôi không được nói cho Phùng Phong, Diệp Ba và cô, nên tôi cũng không dám hé răng. Về sau tôi còn đến hiện trường đám cháy, nhưng không tìm ra bất kỳ dấu vết nào. Sau khi tôi cứu anh ấy về, anh ấy luôn ở trong trạng thái hôn mê mấy tháng liền. Lúc tỉnh lại thì không nhớ tất cả những việc đã xảy ra. Tôi vẫn còn chút ký ức và thói quen sót lại, nhưng hoàn toàn không nhớ được tại sao lại như vậy. Đại ca bây giờ đến chính mình là ai cũng không nhớ lại được. Tại sao nấy là như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Lúc đó chúng tôi sợ phía cảnh sát và kẻ thù tới gây rắc rối, cho nên chuyện gì chúng tôi cũng làm thật lặng lẽ. Ngay cả chuyện công việc cũng là tôi thay đại ca ra mặt. Tôi phải nói với Phùng Phong là Lý Quang đã quay lại. Cô Fanny tuyệt đối không được. Mất trí nhớ chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện nghiêm trọng hơn, chỉ cần anh ấy nhớ lại chuyện quá khứ, da sẽ xuất hiện hiện tượng lão quá. Đặc biệt là nhắc đến Phùng Phong thì càng nghiêm trọng hơn. Lão quá. Tại sao lại như vậy? Anh ấy đi khám bác sĩ chưa? Tôi quen rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, tôi có thể liên hệ giúp. Khám từ lâu rồi, nhưng tất cả bác sĩ đều không tìm ra căn nguyên của bệnh. Nhưng mà vẫn tốt, không có phản ứng xấu nào khác. Cho nên bây giờ chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp đề phòng, không để bệnh tình xấu đi. Cho nên tuyệt đối không được liên hệ Phùng Phong. Đại ca khó khăn lắm mới sống lại được. Cô cũng không muốn nhìn thấy anh ấy có mệnh hệ gì chứ. Vậy cũng phải. Anh có tin tức của Diệp Ba không? Diệp Ba à? Không có. Vừa rồi tôi đã thấy anh ấy. Đâu có ở cùng chúng tôi. Một năm nay để bệnh tình của đại ca không xấu đi, cố gắng không để anh ấy nhớ lại quá khứ. Cho nên những người bạn trước kia tôi đều không cho liên hệ với anh ấy. Nhưng vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy anh ấy mà. Vậy sao? Lẽ nào là tôi qua mắt? Chắc chắn là cô qua mắt rồi. Lâu lắm rồi tôi không gặp Diệp Ba. Không được mở cửa. Anh tránh ra. Vừa rồi tôi xì hơi trong đó thối lắm. Anh tránh ra. Tôi sợ cô ngất mất. Tôi ở bãi đậu xe. Được rồi, tôi biết rồi. Sẽ qua đó ngay. Tôi còn có việc. Lần sau lại nói chuyện. Cô đi đi. Chăm sóc tốt cho Lý Hoan. Phương thức liên lạc của tôi chưa từng thay đổi. Lúc nào muốn gặp tôi đều có thể tới tìm tôi. Nào nào, nếm thử canh dưỡng sinh mà ba tôi làm đi. Tối nay 2 món mặn, 1 món canh. Thế nào, có đủ không? Không đủ thì tôi đi mua thêm. Đủ rồi. Thật ra cậu không cần bận như vậy. Tôi có thể làm được. Không thể. Mau ngồi xuống đi. Cô vừa ra diện. Mau ngồi xuống. Nào. Nào. Cảm ơn. Nóng quá hay nguội quá thì cứ bảo tôi. Thế nào? Vừa rồi. Cảm ơn. Mấy hôm nay tôi tìm cho cô một số sách liên quan đến khiếu kiện. Những chỗ dùng đến tôi đều đã đánh dấu cho cô rồi. Chắc là giúp được cho cô. Tôi còn ghi âm cho cô. Nếu cô thấy mỏi cổ hay mỏi mắt thì hãy nghe nó. Cảm ơn. Chẳng trách nhìn cậu mệt mỏi như vậy. Còn tưởng tối qua cậu thức đêm học bài nữa. Sao có thể chứ? IQ của tôi là 180. Bài tập phút mốt là xong. Thời gian còn lại xem tài liệu để tăng kiến thức. Không cần phải lo. Cậu vất vả rồi. Cũng không biết phải báo đáp cậu thế nào. Không cần. Thật ra nếu thử tư duy ngược chiều, sở dĩ lúc cô đi bộ mà có thể ngã là do cô suy nghĩ quá nhiều, khiến tinh thần không tập trung. Cô là một cô gái mà phải gánh vác quá nhiều thứ. Tôi là bạn của cô nên cũng không làm được gì nhiều. Nhưng chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức để giúp cô hoàn thành. Nhà hàng cứ giao cho tôi đi. Cô chỉ cần trải qua mỗi ngày thật vui vẻ là được rồi. Phần còn lại cứ giao cho tôi đi. Yên tâm đi. Cô đọc trước đi. Tôi đi nấu cơm cho cô. Nói trước nhé. Tôi nhất định nấu không ngon bằng cô. Mặt trời mọc ở Đạt Tây à? Biết giặt đồ, biết nấu cơm rồi. Cô tưởng ta cũng giống cô à? Nữ nhân không? Đây đâu phải là kỹ năng sống có độ khó cao gì. Mau ăn đi. Lý Hoan, em không biết có thể giữ được nhà hàng đời một người của chúng ta không? Chúng tôi không thể giữ anh lại. Tấm chi phiếu này anh cầm lấy. Không đủ thì lại tới đòi. 1 triệu tệ. Đại ca, đây là ý của anh sao? Phải. Giờ dịp ba tôi đúng là nghèo thật. Nghèo đến mức không có nổi một bộ quần áo ra hồn mà mặc. Nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là tình nghĩa năm xưa với đại ca. Đại ca đã không còn là đại ca của năm xưa rồi. Chúng tôi cũng có chỗ khó. Anh không thể thông cảm chút sao? Đừng kéo cả tôi vào. Tôi không biết gì hết. Đại ca, anh đó. Tôi biết ngay là anh ghen tị với tôi và đại ca. Anh muốn một mình độc chiếm đại ca. Được, nếu anh đã không thông cảm, vậy thì xin mời đi ra ngoài. Đại ca, em không muốn rời xa anh. Tôi... Anh nhớ em rồi à? Tôi đột nhiên có ý này. Ý gì? Tuy tôi không quen cậu, nhưng thấy cậu chân thành như vậy khiến tôi có cảm giác rất thân thiết. Cả 6, gần đây lượng công việc của cậu quá lớn, cần có người chia sẻ giúp. Tôi không cần, đại ca. Tôi cần. Chuyện trước kia cậu không muốn nói với tôi, tôi đều có thể hỏi dịp bà. Anh ra ngoài cho tôi, đừng gây chuyện nữa được không? Anh đừng gây chuyện ấy, đủ rồi. Đừng có tức giận, sau này có chuyện vẫn do cậu quyết định. Tôi... Đại ca, tôi nói anh đó. Tôi lại từ một kẻ bị ruồng bỏ biến thành người được yêu quý năm xưa rồi. Có giường lớn để ngủ rồi. Mòm bị trúng phong à? Làm gì đây? Nửa đêm nửa hôm rồi, dọa ai vậy? Nếu anh thật sự nhớ cô ấy thì sao không đi tìm cô ấy đi? Tôi thấy Fanny cũng rất quan tâm tới anh. Ca Sáu à? Ca Sáu, chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Năm xưa khi tôi vẫn còn là tam thiếu gia nhà họ Diệp, đương nhiên lúc đó tôi rất đẹp trai. Tôi vì lợi ích của gia tộc mà từ bỏ người phụ nữ của tôi. Tôi không dám làm trái lời cha, chỉ có thể dứt bỏ Fanny. Giờ tôi sa sút tới mức này, làm gì còn mặt mũi đi gặp cô ấy. Anh có thể yên lặng chút không? Tivi cũng mở nhỏ thôi, đại ca đang ngủ. Tôi biết ngay là loại máu lạnh như anh thì không có gì để nói. Đại ca chẳng phải đang ngủ từ lâu rồi sao? Còn không phải vì anh làm mệt quá sao? Bình thường anh ấy không ngủ được. Mau tắt đi. Cậu tưởng rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Tất cả đều chỉ mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu. Này, có ai từng nói bộ dạng của ngươi lúc cười thật sự rất xấu không? Đúng là phụ cả gương mặt tướng quân này của ta. Đây là phúc khí của ngươi. Ta chỉ là lắp một bộ não mạnh hơn người bình thường vào cơ thể tứ chi phát triển của ngươi thôi. Ngươi... Được. Vậy bản tướng quân sẽ cho ngươi thấy thế nào gọi là tứ chi phát triển. Này, ngươi có bị ngốc không vậy? Đây là cơ thể của chính ngươi mà. Ngươi làm rõ đi. Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, chút vết thương nhỏ này không tính là gì. Người... Tướng quân. Chuyện gì vậy? Lần trước ngài sai tôi đi tìm dị vật của Ca Diệp, đã tìm thấy rồi. Một quyển sách và cái hộp này. Mở ra. Lùi xuống đi. Dân. Lý Quang, bạn cũ chúng ta lại có cơ hội gặp mặt rồi. Mình rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quái nhân, bệnh của anh đã khỏi chưa? Tôi mới tìm ra mấy cách chữa bệnh cho da của anh. Quả thật hào hứng quá, tới mức không thể ngủ được, muốn chia sẻ cùng anh. Cô vẫn còn nhớ bệnh của tôi à? Đương nhiên còn nhớ. Anh quên mất cứu giúp người khác là thiên chức của tôi sao? Bác sĩ giỏi, xin được nghe cụ thể. Phương pháp chữa trị của tôi chia làm hai loại. Chấm.